Bạn nào đã đến Huế rồi thì không thể nào bỏ qua món đặc sản cơm hến, bún hến nổi tiếng. Hôm nay đi Bách Hóa Xanh thì tôi mua được một khay hến làm sạch tách thịt sẵn, quá là tiện luôn. Về nhà thì chỉ cần luộc sơ lại cho nóng rồi vớt ra. Và tiếp đó thì tôi sẽ chiên phần da heo đã luộc và phơi khô, đến khi phần da heo này nổ đều và thật là giòn. Đổ bớt dầu ăn ra để phi dầu màu điều, rang đậu phộng cho chín vàng. Và tiếp tục sẽ xào phần hến lúc nãy với hành và ớt sa tế Hội An. Cuối cùng sẽ là nấu nước mắm ruốc xào sẵn với nước luộc hến và nêm đường lại cho vừa ăn nha. Ngoài các nguyên liệu trên thì món cơm hến không thể thiếu được dọc mùng bào sợi, rau, bắp chuối, giá và khế chua. Khi ăn thì các bạn trộn đều và chan nước ruốc là bạn đã có ngay một tô cơm hến ngon tuyệt rồi. Tuy chỉ là cơm thôi nhưng mà sự kết hợp với các loại nguyên liệu thú vị này làm cho món ăn này trở nên cực kỳ đặc biệt. Bạn nào chưa từng thử món cơm hến Huế thì có thể tham khảo công thức này nha.